Cuộc sống kín tiếng của Quang Dũng ở tuổi 47 ít người biết Quang Dũng là giọng ca được nhiều thế hệ khán giả Việt biết đến, dành nhiều tình cảm vì tài năng, đời tư kín tiếng. Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, tên tuổi Quang Dũng đến nay vẫn phủ sóng rộng rãi và là ca sĩ đắt sâu cả trong và ngoài nước. Anh ghi dấu ấn trong lòng công chúng qua các ca khúc chữ tình như vì đó là em, còn ta với nồng nàn, vị ngọt đôi môi và các ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tuy thành công trong âm nhạc, nhưng Quang Dũng lại có đường tình duyên lận đận. Anh từng kết hôn với người đẹp Jennifer Phạm, hai người có chung cậu con trai tên Bảo Nam, nhưng cuộc hôn nhân chỉ kéo dài được khoảng 2 năm thì đứt gánh, khiến nhiều khán giả cảm thấy bất ngờ và nuối tiếc. Sau hơn chục năm ly hôn Jennifer Phạm, dù trở nên kín tiếng hơn nhưng Quang Dũng vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật. Ở tuổi U50, anh vẫn giữ được phong độ trẻ trung và lịch lãm thường thấy của mình. Trời đã ban cho mình một giọng hát, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất đời tôi. Quang Dũng sẽ không bao giờ cho phép mình được ngưng theo đuổi niềm đam mê ca hát hay lười biếng trong công việc. Tôi cũng cảm thấy quá may mắn khi đã bước sang độ tuổi U50 mà vẫn còn được chạy sâu miệt mài mỗi ngày, không có thời gian ngơi nghỉ. Quang Dũng tâm sự trên thanh niên. Quang Dũng cho biết nhờ làm việc chăm chỉ và biết tích lũy từ khi còn trẻ nên ở, ở thời điểm hiện tại, anh không gặp bất cứ áp lực nào về mặt tiền bạc. Năm ca sĩ đang sở hữu hai căn nhà, một ở Mỹ và một ở Việt Nam. Tuy nhiên, Do thường xuyên bay về giữa Mỹ và Việt Nam, sinh hoạt ngủ nghỉ lệch múi giờ liên tục nên Quang Dũng bị rối loạn giấc ngủ. Chính vì thế mà 8 năm qua anh bị lệ thuộc vào thuốc ngủ. Anh từng tâm sự trên Việt Nam nét về nỗi lo lắng cho sức khỏe của mình liên quan đến vấn đề này như sau. Lịch diễn dày đặc, tôi phải uống thuốc ngủ. Nếu không ngày hôm sau không hát nổi, cứ thế tôi uống một viên, rồi hai viên. Hiện tại tôi phải uống 4 viên thuốc ngủ đêm mới ngủ được. Đêm nào tôi cũng nằm trằn chọc đến mùng 2 tháng 3 giờ sáng càng lo lắng, tôi càng khó ngủ. Những lúc mất ngủ, tôi thường lo nghĩ nhiều chuyện. Đôi khi, tôi rơi vào cảm xúc tiêu cực. Cuộc sống mỗi người đều có những lo toan riêng, tôi lại hơi nhạy cảm. Giai đoạn tệ nhất, tôi uống cả thuốc trị cảm có thành phần an thần. Mỗi đêm, tôi uống đều đặn hai viên thuốc cảm. Một số loại thuốc ngủ khiến tôi đau đầu, xây sầm cả ngày hôm sau. Anh cũng cho biết hiện tại mình đang cố gắng giảm lượng thuốc ngủ phải uống mỗi ngày để không bị lệ thuộc vào nó nữa. Vào năm 2020, Quang Dũng từng tiết lộ, bản thân rất hạnh phúc trong chuyện tình cảm riêng tư nhưng từ chối nói cụ thể về mối tình của mình. Sau đó, trong một bài phỏng vấn khác, anh cho biết mình hạnh phúc khi được sống trong tình cảm yêu thương của gia đình, bạn bè và những người tri kỷ. Được biết mẹ, chị, các cháu của Quang Dũng đã dọn vào thành phố Hồ Chí Minh sống cùng anh. Vì thế, dù có hay không có tình yêu thì anh vẫn thấy đủ đầy, không hề có cảm giác lẻ loi. Tôi đang trong giai đoạn hạnh phúc viên mãn của cuộc đời, Quang Dũng nói. Về mối quan hệ với vợ cũ Jennifer Phạm, Quang Dũng cho biết cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp để cùng nuôi dạy và chăm sóc cậu con trai Bảo Nam. Cậu bé cũng là mối bận tâm lớn nhất của Quang Dũng ở thời điểm hiện tại. Hồi đầu năm 2023, khi từ Mỹ trở về Việt Nam tham gia một đêm nhạc tôn vinh nhạc trịnh, Quang Dũng tiết lộ mình từng cảm thấy buồn vì những thay đổi của con trai khi bước vào độ tuổi mới lớn. Giống như đa phần thiếu niên Mỹ, con trai anh không quá gần gũi gia đình như người Việt. Ban ngày. Bảo Nam dành phần lớn thời gian học ở trường, khi về nhà, cậu ăn cơm rồi vào phòng riêng học bài hoặc chơi game. Vì thế, thời gian Quang Dũng có thể tiếp xúc con mỗi ngày chỉ khoảng mùng 2 tháng 3 tiếng. Quang Dũng tâm sự, anh quen với việc Bảo Nam ngày nhỏ làm gì đi đâu cũng bám bố, muốn ở gần bố, giờ con lớn rồi, việc trò chuyện tiếp xúc với nhau bị hạn chế hơn, khiến anh lo lắng. Sau đó, anh cũng đã tìm được phương pháp để kéo hai bố con lại gần nhau hơn như nhờ bà ngoại hoặc cô giáo cập nhật tình hình của con trai với mình hay lựa theo con trong các lần đi ăn đi chơi để mối quan hệ của hai bố con được thoải mái, vui vẻ hơn. Được biết, dù mới 15 tuổi nhưng Bảo Nam đã cao một m 9 và có năng khiếu âm nhạc giống bố. Ca sĩ Quang Dũng và một nỗi niềm quý ông sâu biết sau đổ vỡ hôn nhân với người đẹp Jennifer Phạm, ca sĩ Quang Dũng gần như tách biệt với đời sống sau Công chúng chỉ thấy Quang Dũng thỉnh thoảng hát một vài show ở trong nước và rất ít tham gia các chương trình giao lưu. Sự trở lại của ca sĩ Quang Dũng với đĩa Than nỗi niềm cho thấy quý ông 45 tuổi này đã tìm thấy lối đi riêng, dù đã bước qua phong độ đỉnh cao. Ca sĩ Quang Dũng chia sẻ, đĩa Than nỗi niềm được anh ấp ủ thực hiện trong vòng 3 năm, với sự cộng tác của nhạc sĩ Vũ Quang Trung ở vai trò hòa âm phối khí. Đĩa Than tốn nhiều công sức hơn CD, mọi công đoạn đều được tôi làm ở Mỹ. Tôi phải thu âm trong căn phòng có sức chứa đủ cả dàn nhạc. Đầu tư một khoản thời gian và tài chính không nhỏ ca sĩ Quang Dũng quyết định chọn 8 bài hát gắn bó với hành trình ca hát của mình, như Tôi với Trời Bơ Vơ, Tùng Giang, Cô Đơn, Nguyễn Ánh Chín, Nếu Một Mai Em Qua Đời, Phạm Duy, Tạ Tình, Hoàng Thi Thơ, Nỗi Niềm, Tuấn Khanh, bài không tên số 5, Vũ Thành An, Có Những Niềm Riêng, Lê Tín Hương, Vì Đó Là Em, Diệu Hương, Thổi Chập Chững Nhập Cư Giới Giải Trí Sài Gòn, chàng trai Thái Văn Dũng lấy nghệ danh Quang Dũng rất chật vật để có được sâu diễn hành trang duy nhất của ca sĩ quang dũng là giải thưởng tiếng hát học sinh thành phố quy nhơn ở đô thị nhộn nhịp phương nam có nhiều giọng ca chữ tình khá đặc sắc nhưng mãi mãi chỉ hát tại phòng trà cuộc đời ca sĩ quang dũng có lẽ cũng buồn tẻ như vậy nếu không có cơ duyên gặp gỡ nhạc sĩ trịnh công sơn từng học ở đại học sư phạm quy nhơn và sống nhiều năm tại bình định nhạc sĩ trịnh công sơn đã có cảm tình khi nghe ca sĩ quang dũng hát lại biển nhớ sẵn bài hát vừa viết xong có tên gọi biển nghìn thu ở lại nhạc sĩ trịnh công sơn đã tặng cho ca sĩ quang dũng sau khi nhạc sĩ trịnh công sơn qua đời sự tiếc thương lan tỏa khắp nơi đúng lúc ấy album biển nghìn thu ở lại của ca sĩ quang dũng xuất hiện và bật lên thành hiện tượng và khi người ta đã chấp nhận bỏ đi những yếu tố ngắm nghía xiêm áo và son phấn thì giọng hát của ca sĩ quang dũng có cơ hội tiếp cận đám đông một bài hát nữa của nữ nhạc sĩ diệu hương mang tên vì đó là em đã đưa ca sĩ quang dũng lên hàng ngôi sao cách thành danh của ca sĩ quang dũng bình thường một cách bất thường giữa trào lưu ca nhạc lấy mắt bù tai do đó không phải ngẫu nhiên thần tượng bolero mời ca sĩ quang dũng ngồi ghế nóng vì anh chính là ví dụ sinh động cho những ai muốn chinh phục đời sống âm nhạc bằng chính chất giọng thiên phú của mình một khi sàn diễn khủng hoảng sáng tác mới và khủng hoảng phong cách biểu diễn thì phương pháp khôn ngoan nhất để chiếm lĩnh sự tin yêu từ phía khán giả là quay lại với những giai điệu quen thuộc như bolero đã bén dễ đâm trồi trong giới bình dân ca sĩ quang dũng không xuất thân trong một môi trường nghệ thuật anh có một tuổi thơ nghèo một buổi đi học một buổi bán quần áo ở chợ Quy Nhơn. Những bài hát đầu tiên vang trên môi quang dũng khi anh đạp xe đi giao hàng trên các con phố nhỏ quạnh hiu mang nét riêng duyên Hải Nam Trung Bộ. Cái chất phát hiện lộ bên ngoài vẻ điển trai của ca sĩ Quang Dũng lúc hội nhập sâu Ogo Sài Gòn cũng từng khiến nhiều người đẹp nắc nòm. Ngoài vài chiêu trò cùng ca sĩ Thanh Thảo để đẩy ca khúc vị ngọt đôi môi lên các bảng xếp hạng, ca sĩ Quang Dũng cũng làm nhiều nữ nghệ sĩ thầm thương trộm nhớ thế nhưng bao nhiêu mỹ nhân đến cạnh ca sĩ Quang Dũng một cách vội vàng rồi cũng liền xa ca sĩ Quang Dũng một cách âm thầm có bí mật gì ở đây chăng không ai biết được cô này cười nụ cô nọ cười duyên thôi thật bất ngờ cô gái việt kiều Jennifer Phạm vừa đăng quang hoa hậu châu Á tại Mỹ năm 2006 về Việt Nam đóng phim thì cặp ngay với ca sĩ Quang Dũng phim trường những chiếc lá thời gian đã xe duyên cho họ rất nhanh chóng ngỡ là kỹ nghệ pia cho bộ phim ai dè họ cưới nhau luôn ngỡ là hạnh phúc thiên định bền lâu, ai dè họ chia tay nhau cũng chấp nhóng hơn cả mọi sự tiên liệu. Sao vậy nhỉ? Chẳng rõ, đôi khi ở trong chăn mới biết chăn có vương hương thơm nước xả vải, hay chăn có giận. Kết quả cuộc tình rộn ràng Quang Dũng, Jennifer Phạm là cậu con trai Bảo Nam, ca sĩ Quang Dũng tỷ tê về tình phụ tử, nhưng Bảo Nam sống với mẹ. Bây giờ, Jennifer Phạm đã tái giá với doanh nhân Nguyễn Đức Hải và sinh thêm ba đứa con với chồng mới còn ca sĩ Quang Dũng vẫn lặng lẽ đi về như một quý tộc độc thân, sự tiếc nuối cũng dần nguôi, sự ngậm ngùi cũng dần tát, bẽ bàng hay xót xa cũng khép lại, công chúng đành an ủi có thể khi ào đến bên nhau. Ca sĩ Quang Dũng choáng ngợp trước nhan sắc của Hoa hậu Jennifer Phạm còn cô gái Việt Kiêu thì choáng ngợp trước danh vọng của ca sĩ Quang Dũng đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Vậy thôi, chả ai đoán được trăng khuyết lúc hạnh ngộ, trăng tròn lúc phân ly, riêng ca sĩ Quang Dũng thoáng suy tư mỗi khi nhắc lại chuyện cũ cuộc sống luôn chúc chắc không có gì là tự nhiên dễ dàng cả thời gian đầu chúng tôi từng rất căng thẳng không thể nói chuyện với nhau trong nhiều tháng trời dần dần chúng tôi mới vượt qua những giận hờn trách móc để có thể cởi mở nói chuyện lại với nhau đến giờ có thể nói chúng tôi chát với nhau hàng ngày rất thoải mái từ chuyện con thích gì đến con sẽ học thêm môn gì khi jennifer phạm tốt đẹp thì con mình cũng tốt đẹp làm cha làm mẹ phải lo cho con cái cả đời nếu mà gặp những chuyện không hay thì mình cũng phải biết cách tìm vui bởi vì theo đó con mình cũng chịu nhiều ảnh hưởng. Đó không chỉ là niềm vui của Jennifer Phạm mà còn là của Bảo Nam, con trai tôi. Dự âm hôn nhân với hoa hậu Jennifer Phạm có lẽ là an bung tình bỗng chốc là không được ca sĩ Quang Dũng dành nhiều tâm huyết. Tuy nhiên, nghe nhạc không thể phán xét cơm lành canh ngọt như thầy bói. Ca sĩ Quang Dũng tiếp tục con đường âm nhạc của mình đến hôm nay, không có gì thay đổi. Như chính anh thổ lộ, nhiều năm qua tôi vẫn đi hát, chạy sâu liên tục. Nhiều người cho rằng mình một màu, chậm chậm, đều đều thậm chí là cũ kỹ quá. Tuy vậy, nét tính cách riêng đó đã được khán giả chấp nhận, nói đúng hơn tính cách đó là lợi thế của riêng Quang Dũng. Giả sử năm hay 10 năm đi hát còn tạo dựng được những cú sốc hay những sự thay đổi nhất định để đa dạng hơn, nhưng đã già rồi chẳng lẽ bây giờ lại hồi tin, hát nhạc trẻ trung thì không phù hợp lắm. Trong những năm ca sĩ hát nhạc trữ tình, ca sĩ Quang Dũng có thể duy trì phòng độ như Tuấn Ngọc, Sĩ Phú hay Elvis Phương không? Hơi khó đấy ca sĩ quang dũng có chất giọng đẹp nhưng không phải dạng độc đáo ca sĩ quang dũng có thể hát lại nhạc xưa một cách ngọt ngào nhưng để tạo ra một chiều kích khắc cho tác phẩm thì chưa thấy ngay với thể loại bolero mà ca sĩ quang dũng từng đảm nhận vai trò huấn luyện viên cho thần tượng bolero cũng vậy album bolero bài thơ không đoạn kết mà quang dũng phát hành cách đây không lâu dường như chưa thể mang lại màu sắc sâu lắng hơn cho các ca khúc như mưa lệ hay hôn nhau lần cuối tuy nhiên quan niệm nghệ thuật và quan niệm hạnh phúc của ca sĩ quang dũng thì đáng ủng hộ theo tôi bây giờ người đối diện và khán giả nhìn vào mình không còn đánh giá là hát hay hát giờ nữa mà quan trọng là ở tinh thần và cốt cách bởi đứng trên sân khấu khán giả không chỉ nghe người ca sĩ đó hát mà còn đánh giá thần thái nét mặt văn hóa và cốt cách của người đó nghệ sĩ có tâm với nghề là nghệ sĩ có cốt cách tôi đi về một mình vẫn hạnh phúc chứ trong cuộc sống có người có nhu cầu về đời sống gia đình cũng có người lại muốn sống độc thân. Tôi nghĩ, người độc thân chưa hẳn đã là người không hạnh phúc. Cũng xin chia sẻ là, đời sống hiện tại của tôi chan hòa, ung dung lắm. Mình nói có người nghe, làm có người hiểu. Bên cạnh tôi còn có những người bạn tốt, thực sự gắn bó và tin tưởng nhau.